10 điều danh hài Hoài Linh chưa từng thích công khai. Hoài Linh tiết lộ anh thích đi xem người ta cúng tế khâm liệm người chết trong đám ma. Nữ diễn viên Ngọc Thảo từng tiết lộ trong lần đi quay bộ phim Ai Cũng Có Tết, Hoài Linh đã coi bối bằng chữ ký cho cô. Danh hài đã bắt cô phải thay đổi chữ ký bởi nó thể hiện tính cách của người đặt bút và vì cuộc đời mình do mình quyết định trên mặt giấy. Thế nhưng Hoài Linh tuyệt đối không bao giờ xem tương lai mình như thế nào, anh lý giải. Nghệ sĩ mà nghĩ tới tương lai buồn lắm. Những điều mà tôi có hiện nay đã là một tương lai kinh khủng của tôi rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được như vậy. Hoài Linh từng có lần kể hồi nhỏ anh hay được bố mua cho sách về phong thủy, kinh dịch, tử vi. Khác với những đứa trẻ cùng thời, anh thích đi xem người ta cúng tế khâm liệm người chết trong đám ma. Danh hài thừa nhận, tôi có nhiều cái kỳ cục lắm. Còn nhớ cách đây mấy năm khi quay bộ phim chiếu Tết Võ Lâm Truyền Kỳ trên Đà Lạt. Chỉ còn cảnh quay cuối cùng là đóng máy thì trời đổ mưa như trút nước, khiến cả đoàn phim quay chỉ còn biết ngán ngẩm đứng nhìn. Thấy vậy Hoài Linh liền nhờ người đi mua bó nhang và một chục bông hoài trắng. Sau hồi khấn vái, danh hài khẳng định 5 phút nữa trời tạnh mưa, phải quay nhanh trong 45 phút vì sau đó trời lại trút nước. Quả nhiên diễn biến thời tiết sau đó diễn ra đúng như những gì Hoài Linh nói. Không còn tin vào mắt mình nữa, ông bầu Phước Sang khi đó đã tặng Hoài Linh 3 chữ, con của trời. Thường xuyên gây ấn tượng với những vai giả gái rất ngọt, Hoài Linh luôn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ nam bị công chúng đặt dấu hỏi về giới tính. Nếu giới tính của tôi có vấn đề gì cũng rất bình thường, chẳng ảnh hưởng đến việc tôi mang tiếng cười cống hiến cho khán giả. Tôi đâu làm gì xấu cho xã hội, danh hài thẳng thắn chia sẻ. Thời gian đầu đi diễn, Hoài Linh thật sự không hề muốn đóng những vai giả gái, anh chỉ làm việc kịch bản yêu cầu. Thế nhưng sau này được khán giả ủng hộ nhiệt tình nên anh cũng làm tới luôn. Tuy nhiên một số nam nghệ sĩ giả gái tôi thấy thật phản cảm. Đã giả gái thì phải cho ra con gái, chứ đừng ỏng mẹo hay cục mịch thô lỗ thì kỳ lắm. Giọng nói của họ ồ, dáng đi ngông nghênh chẳng ra phụ nữ gì hết. Sở hữu sự nghiệp được nhiều người mơ ước, nhưng khi nhắc tới Hoài Linh, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người đàn ông mộc mạc, giản dị và chân thật. Hoài Linh chia sẻ, mỗi lần ăn, anh thích ngồi đứt cho thoải mái thay vì ngồi ghế nghiêm trang. Sang trọng, hàng ngày bữa ăn của anh chỉ toàn đồ khô, mắm và không bao giờ có canh. Hoài Linh khá kín tiếng về đời sống riêng tư, nên ít ai có thể biết được anh và vợ đã chia tay nhiều năm trước. Sau khi có với nhau một bé gái, mãi tới sau này anh mới tiết lộ vợ cũ là một người chịu thương, chịu khó và đã phải hy sinh vì anh rất nhiều. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen, vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa, vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau, dù phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng, Hoài Linh chia sẻ. Không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng không trải qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào. Con đường đến với nghệ thuật của danh hài Hoài Linh rất tình cờ, nhưng cũng lắm chông gai. Thời điểm đầu đi hát thuê của anh vào cuối tuần chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng mỗi tối. Sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ đặc biệt với kỷ lục 10 lần đạt giải Mai Vàng, Hoài Linh xứng đáng là ông vua giải thưởng của showbiz Việt. Lớp nghệ sĩ thành danh nhờ vào bàn tay nhào nặng của năm danh hài, đến thời điểm này có thể kể đến như Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Hoài Lâm hay Khánh Bình, chàng trai hát được cả giọng nam lẫn nữ. Hiện nay fanpage của danh hài Hoài Linh đang giữ kỷ lục về người theo dõi với hơn 9 triệu lượt like. Đây cũng là con số tỷ lệ thuận với sự yêu thích của khán giả đối với anh ba trong làng giải trí. Muôn vàn cảm xúc của sao Việt khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Hàng loạt nghệ sĩ Việt Hanye, Đông Nhi, ông Cao Thắng đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân khi tuyển Việt Nam tiến vào vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Vừa qua 20 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu nghẹt thở cùng đội tuyển Jordan để giành tấm vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Sau 90 phút đầy căng thẳng hòa 1-1 bằng thế trận lấn lướt, áp đảo, nhưng sau đó đội tuyển Việt Nam đã bước sang 30 phút hiệp phụ nhưng tỷ số vẫn đều. Kết thúc 120 phút hòa 1-1, Việt Nam là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019 sau chiến thắng 4-2 trên loạt đá luân lưu. Công Phượng và đồng đội cùng nhau ghi bàn hạ Jordan để bước vào tứ kết.
đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội Jordan trong kỳ tích tại giải ASEAN Cup 2019 năm nay. Niềm vui vỡ òa sung sướng lan tỏa khắp hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Hàng triệu cổ động viên đã vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu và các ngôi sao Việt cũng không ngoại lệ. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Việt Nam đã thắng trước Jordan, giúp đội tuyển nước nhà có thêm niềm hy vọng vào vòng bảng tiếp theo. Hàng loạt sao Việt đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đông Nhi và ông Cao Thắng cho rằng đây chính là khoảnh khắc một năm trước lặp lại. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn hào hứng viết "Chào Dũng sáu múi, một năm làm nên lịch sử mới". Tăng Thanh Hà tự hào sau chiến thắng của tuyển Việt Nam, chúc mừng đội tuyển Việt Nam lần này xem mà khóc luôn, tự hào quá. Harry Won chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hani A đang live stream trò chuyện với khán giả. Ngay sau khi Việt Nam vào tứ kết ASEAN Cup, người đẹp chia sẻ, chúc mừng đội tuyển đã chiến thắng và có tên ở ASEAN Cup, mọi người hãy đi bảo ngay sau trận đấu, em cũng sẽ đi bảo. Á hậu Huyền My không theo dõi được trận đấu qua TV, vì thế cô đã chọn cách xem trên laptop và vỡ òa khi Việt Nam giành chiến thắng. Khi TV lắc thì bạn xem trên lắp, thắng rồi, hay quá, quá nức nở Việt Nam ơi. Hoa hậu Phương Lê gửi lời chúc mừng và muốn nhận thủ môn Văn Lâm làm con rể. Niềm tin yêu thương đội tuyển bóng đá Việt Nam vô bờ. Lâm ơi, chị thương em, thương Dũng quá cơ, yêu tất cả các em, cảm ơn bác Hàn Quốc đáng yêu. Diễn viên hài Anh Đức cho biết dù đang tập kịch nhưng vẫn theo dõi ủng hộ và chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì quá xuất sắc. Bà con xuống đường ăn mừng đi nha, tụi tôi tập kịch nhưng trong lòng hân hoan lắm. Khắc Việt đau tim quá các ông ơi, Việt Nam vô địch rồi. Quế Vân chỉ viết ngắn gọn nhưng đầy đủ ý. Vợ chồng Tú Vi Văn Anh cũng không thể không theo dõi trận đấu quan trọng này. Ngay vừa kết thúc, cả hai đã đăng trạng thái để chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Sau khi Việt Nam giành vé vào tứ kết, Ngọc Lan xúc động, khóc rồi Việt Nam ơi. Thời tới đỡ không kịp. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chia vui, chúc mừng đội tuyển Việt Nam, hôm nay các em đá quá hay, hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam rất vui và hạnh phúc. Coi đá bên ti hồi hộp nhưng mà thích nhất, chúc mừng Việt Nam, Bảo Anh phấn khích sau chiến thắng nghẹt thở. Nathalie cho biết anh đã mất giọng vì hô cổ vũ Đặng Văn Lâm và đội nhà. Vừa hát vừa ngóng từng đường banh cuối cùng cũng thắng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu ơi. Nói với đồng đội là các anh yêu và cảm ơn tất cả mọi người, Hoàng Bách tranh thủ bày tỏ niềm vui thắng trận của đội nhà, dù đang bận quay hình cùng Quyền Linh và Jennifer Phạm. BB Trần, Hoàng Yến Chi Bi và Hồ Bích Trâm cũng nhắn đến mọi người cùng nhau đi bảo. Và khá nhiều nghệ sĩ Việt đã theo dõi trận đấu mừng khi đội tuyển Việt Nam đã ghi được những bàn thắng để vào tứ kết theo tại ASEAN Cup 2019. Hoàng Rapper tin rằng đây là chu kỳ 365 ngày tuyệt vời, chúng ta giành chiến thắng, tôi yêu Việt Nam. MC Võ Thành Trung, ca sĩ Tuấn Hân, Bằng Kiều, Tú Dưa dự tiệc trong không khí hân hoan chiến thắng. Xứng đáng, thật sự quá xứng đáng. Cảm ơn các em một lần nữa mang đến cảm xúc tuyệt vời này cho chúng ta, MC Võ Thành Trung tự hào chia sẻ. Hy vọng tới chiến thắng trước Jordan, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận đấu Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Chiến thắng Việt Nam Jordan, những hình ảnh đầy cảm xúc chắc chắn không có trên TV. Đây là những khoảnh khắc phía sau ống kính đầy xúc động nhưng cũng không kém phần dễ thương, mà chắc chắn không thể nào được nhìn thấy trên truyền hình. Vừa qua 20 tháng 1 là một đêm đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam khi đánh bại đối thủ Jordan ở những giây phút gay cấn cuối cùng trên chấm 11m. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được chiếc vé đầu tiên vào tứ kết ASEAN Cup 2019 đầy thuyết phục, gây nức lòng hàng triệu con tim người hâm mộ. Kết thúc trận đấu, những hình ảnh còn nán lại trên truyền hình là niềm vui mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam, những cảm xúc trái ngược của đội bạn và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc xúc động của đoàn quân những ngôi sao vàng mà bạn chắc chắn không thể nhìn thấy được trên TV. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được chiếc vé đầu tiên vào tứ kết. Đặng Văn Lâm vui sướng ôm đồng đội ăn mừng. Lâm Tây cũng có màn ăn mừng kiểu bộ đội hành tráng không kém Tư Dũng. Lại là màn hôn áo quen thuộc.
người hâm mộ nức lòng với chiến thắng đêm qua. Toàn đội vẫy chào cảm ơn khán giả trên khán đài. Tuyển Việt Nam đã làm được những điều vượt ngoài sức mong đợi của giới chuyên môn trong và ngoài nước. Điều này đã chứng minh rằng không gì là không thể. Chỉ cần có niềm tin, sự nỗ lực và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ của chúng ta vẫn có thể làm nên kỳ tích. Văn Lâm vào khoảnh khắc thinh lặng để cầu nguyện, chắc hẳn anh đã phải chịu nhiều áp lực trong loạt sút luân lưu. Công Phượng dành cái ôm thật chặt cho Đức Huy sau khi ghi bàn thắng đẳng cấp. Đây có thể là món quà sinh nhật cậu dành cho đồng đội và cũng là dành cho chính mình. Quang Hải động viên Minh Vương sau cú đá hỏng, tình đồng đội giữa các chiến binh sao vàng vẫn đẹp và cảm động như thế. Khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng thực hiện cú sút luân lưu cuối cùng, cả tuyển không một ai dám nhìn thẳng, trừ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cảm xúc vỡ òa khi Tư Dũng đá thành công mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, thật là một giây phút huy hoàng. Còn đây, đội phó của chúng ta lặng lẽ hôn cờ Tổ quốc trên áo đấu sau khi Việt Nam chính thức bước vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Trải qua một vòng bảng nhiều gian nan, chiến thắng giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết đầy thuyết phục của tuyển Việt Nam thực sự khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng.